Thưa quý vị, sau khi cuộc phản công của Ukraine nổ ra, ngoài những chiến thắng như giành lại được 9.000 km vuông đất ở khu vực Kharkiv, đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga, giành lại hơn 20 khu vực bị chiếm đóng. Bài phân tích hôm nay, chúng tôi xin phép trích lại một vài đoạn phân tích của ông Grant Glantz, một chuyên gia quốc phòng và cũng là chiến lược gia của Ukraine, nói về những khó khăn mà quân đội Ukraine đã trải qua trong việc chia cắt đội hình của Nga ở Kherson. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Cuộc phản công của Ukraine có giành được vị trí ở phía Nam không? Ông Glenn Grant, một chuyên gia quốc phòng và là chiến lược gia của Ukraine cho biết. Đó là một khoảng thời gian đầy thử thách. Tôi nghĩ đây sẽ là mô tả tốt nhất, vì rất nhiều quân Nga ở dưới đó, trước khi Ukraine phá hủy cây cầu, khi tôi nghĩ rằng người Nga thực sự có ý định thực hiện một cuộc tấn công khác về phía Mykolaiv và Odessa. Vì vậy, khu vực này có rất nhiều quân lính Nga. Đối với binh lính Ukraine, để di chuyển cũng là một thử thách lớn. Họ phải vượt qua các con mương hôi thối để chiến đấu, nơi có rất nhiều rãnh thoát nước, và đây là địa hình rất quái dị trong hầu hết các trường hợp. Nhất là ở đoạn nào đó chỉ rộng có 20 mét và có thể sâu đến tận 6 mét. Như chúng ta đã biết, để một chiếc xe tăng thông thường vượt sông, cần phải có ống thở cung cấp oxy cho binh lính trong khoang xe, thông thường không quá 5 mét. Nên xe tăng chiến đấu hạng nặng, chủ lực bị giới hạn độ sâu ở lòng sông mà nó đi qua. Khi vượt quá độ sâu này, nếu xe có kẽ hở thì nước thải dơ bẩn sẽ chảy hết vào khoang. Chưa kể khi vượt sông, động cơ gặp trục trặc kỹ thuật, dừng hoạt động thì thật là một thảm họa. Ông cho biết, tùy thuộc vào mực nước, có những trường hợp con mương này quá lớn để đưa một chiếc xe tăng qua, và ở nhiều đoạn mương khác thì lại quá hẹp để một chiếc xe tăng lội xuống. Đây là chiến hào của bộ binh tình báo từ thời Thế chiến thứ nhất. Vượt qua áp lực tinh thần, lực lượng chiến đấu của Ukraine đã khiến quân lính Nga tháo chạy. Ông Glenn Grant cho biết, khi người Ukraine phản công mạnh hơn, với nhiều pháo binh hơn, bởi vì phía bên kia dòng sông có rất nhiều pháo binh Nga. Vì vậy, bạn có thể nói rằng, bạn biết áp lực không hề nhỏ nếu quân đội Ukraine tiến vào sâu hơn. Và tôi nghĩ đây là một trong những lý do tại sao pháo binh Ukraine lại tấn công trên một mặt trận rộng lớn hơn, chứ không phải là một mặt trận hẹp. Có lẽ họ biết rằng rất khó khăn, nhưng họ đã thử sử dụng mặt trận rộng để cố gắng kéo giãn các nguồn lực, đặc biệt là lực lượng pháo binh Nga. Ông Glenn Grant nói thêm rằng, mức độ thương vong phụ thuộc phần lớn vào khu vực chiến đấu mà các quân lính đang tham chiến. Và rõ ràng là có thể thấy người Nga đang phòng thủ và cầm cự mạnh như thế nào, hoặc là họ có thực sự đang cố gắng cầm cự để tháo chạy hay không. Tất nhiên ở vị trí trung tâm, quân Nga sẽ cố gắng hết sức giải quyết vấn đề. Ông vừa nói vừa cười. Để ngăn họ chửi bới, có tin đồn, và đó chỉ là tin đồn, rằng thực sự một số quân Nga đã đến được phía Nam để chửi bới. Và rằng nếu bạn nhìn vào các bức ảnh vệ tinh hiển thị Nhật, thì bạn thực sự có thể thấy nơi các trận chiến đang diễn ra và có các dấu hiệu Nhật ở phía Nam Kherson. Cuối tuần qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ rút quân khỏi hai khu vực để tập hợp lại ở phía đông Donetsk. Họ đã nói với Sky News về sự hỗn loạn khi quân đội Nga vội vã ra ngoài. Người Nga đã ở đây vào buổi sáng, sau đó vào buổi trưa, họ đột nhiên la hét dữ dội và bắt đầu bỏ chạy, vứt bỏ xe tăng và xe bọc thép. Cơ quan tình báo SVU của Ukraine hôm thứ Hai ngày 5 tháng 9 đã công bố các bức ảnh quân đội Ukraine đang kiểm tra các kho chứa đầy vũ khí và đạn dược của Nga ở thành phố Izum, Kharkov, miền đông nam nước này, nơi đã bị lực lượng Nga chiếm đóng trong nhiều tháng. SBU cho biết, những người chiếm đóng Nga đã chạy quá nhanh dưới sức ép của các binh sĩ Ukraine, đến nỗi họ bỏ lại toàn bộ kho vũ khí. Kể từ khi bắt đầu phản công hồi đầu tháng, Ukraine cho biết họ đã chiếm lại khoảng 9.000 km vuông đất ở khu vực Kharkiv từ các lực lượng Nga. Đây là những bước lùi lớn nhất của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược, tức là hơn 1/10 tổng số lãnh thổ mà Nga đã chiếm đóng kể từ khi xâm lược. Tổng thống Zelensky: quân đội Ukraine sẽ tiếp cận tất cả các phần lãnh thổ của biên giới Nga-Ukraine.
Cuối ngày Chủ nhật 11 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hét lên với Nga trên mạng xã hội. Các bạn vẫn nghĩ rằng các bạn có thể đe dọa, phá hoại chúng tôi, buộc chúng tôi phải nhượng bộ. Những người của chúng tôi bị chết, bạn gọi đó là tình bạn, tình anh em sao? Cuối cùng, ông viết, chúng tôi sẽ có khí đốt, đèn chiếu sáng, nước và thức ăn, mà không phải là bạn. Trong một bài phát biểu trên video hôm Chủ nhật, Tổng thống Zelensky cũng ca ngợi quân đội Ukraine và chiến binh tình nguyện, nhân viên y tế tuyến đầu và nhân viên tình báo, đồng thời kêu gọi họ tiếp tục nỗ lực giành lại lãnh thổ Ukraine. Ông nói, vượt qua những gian nan sẽ có được chiến thắng. Nhưng chúng tôi tin rằng các anh có khả năng thực hiện được điều này. Các anh đến biên giới của chúng tôi, toàn bộ khu vực biên giới, các anh sẽ nhìn thấy biên giới của chúng tôi và bóng lưng của kẻ địch. Các anh sẽ nhìn thấy ánh sáng trong mắt của nhân dân chúng tôi và sự đê hèn của kẻ xâm lược. Bọn họ gọi đó là động thái thiện ý. Chúng tôi gọi đó là thắng lợi. Ông Zelensky nói trong tuyên bố qua video rằng, hôm nay, các hành động của bạn ở miền Bắc, miền Nam và miền Đông Ukraine đã được mọi người nhìn thấy và chú ý. Kẻ thù đang ở trong tình trạng hoảng loạn. Thời tiết theo mùa có thể ảnh hưởng đến tiến độ của các lực lượng Ukraine. Dự kiến sẽ có mưa trong vòng vài tuần. Nếu không nằm trong chương trình di chuyển, thì nơi đây sẽ là một bãi tắm bùn. Và tại thời điểm này, bạn sẽ không thể đưa những chiếc xe ra khỏi đây bởi vì chúng sẽ chìm xuống bùn. Không chỉ vì có mưa mà còn bởi các đầm lầy. Các phương tiện sẽ bị sa lầy vào đó. Nhưng chúng không thể cản đường mãi, chỉ là tạm thời. Tất nhiên, theo quan điểm của Ukraine, đây mới chỉ là bước khởi đầu của cuộc phản công. Vẫn còn rất nhiều trận đánh để khôi phục lại toàn bộ phần đất lãnh thổ đã mất. Nhưng chắc chắn bây giờ, nó đã thúc đẩy tinh thần của cả quốc gia. Kính thưa quý vị, mục phân tích và bình luận của Deccan News đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị mạnh khỏe và có một ngày ý nghĩa. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.